Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trong bài đọc một, tác giả sách Khôn Ngoan đã nêu lên những lý do tuổi già đáng được kính trọng. Người đầu bạc thì khôn ngoan, trong sạch, đẹp lòng Chúa, vì họ từng trải dạn dày kinh nghiệm sống qua cả một quá trình phục vụ lâu dài, coi như đã được đầy công đầy phúc. Vì thế hôm nay khi chúng ta dâng lễ cầu nguyện và tiễn đưa cha cố Giuse Vũ Viết Hà đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta được lời Chúa trên đây khích lệ an ủi vì nhiều lý do, để rồi chúng ta cảm tạ Chúa đã thương ban cho Ngài một tuổi già trường thọ. Kể từ lúc chào đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1928 tại giáo xứ Sa Châu thuộc giáo phận Bùi Chu, cho đến ngày an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 25 phút ngày 14 tháng 10 vừa qua tại nhà hưu dưỡng các linh mục Bùi Chu, cha cố Giuse đã sống trên 88 năm. Đáng quý trọng hơn nữa là Ngài đã biết khôn ngoan dành trọn cuộc đời để dâng mình phụng sự Chúa và giáo hội trong 59 năm cuộc đời linh mục. Và tới giờ Chúa gọi về, đã thanh thản an nghỉ trong ân tình vô biên của Chúa Ba Ngôi và trong vòng tay từ ái của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Thật là khó khi chúng ta muốn tổng hợp cả một cuộc đời dài hơn 88 năm ấy. Tuy nhiên, dù chỉ trong một thoáng nhìn lại thôi, cũng tạm đủ cho toàn thể cộng đoàn phụng vụ chúng ta đang hiện diện nơi đây có thể hiệp thông với cha cố dâng lên Thiên Chúa thánh lễ cuộc đời Ngài để tạ ơn Chúa, đồng thời cầu xin cho cha cố được hưởng lòng từ bi Chúa và đón nhận phần vinh phúc dành cho những kẻ được Chúa tuyển chọn. Từ sự khôn ngoan chọn Chúa và đi theo Chúa trong lý tưởng linh mục, cha cố Giuse luôn ý thức và xác tín như lời thánh Phaolô: chúng ta sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Như vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Sự ý thức xác tín đó chúng ta cũng đã thấy được qua di chúc của Ngài được nghe trong lúc đầu thánh lễ. Linh mục cũng như mọi người đều phải chết. Nếu không chết trong năm này thì cũng chết trong năm khác. Nhưng không phải linh mục nào cũng được chết trong năm thánh lòng thương xót, là năm đầy hồng phúc cho mọi người tín hữu chúng ta. Cách riêng cho các linh mục là các thừa tác viên sứ giả của lòng thương xót. Linh mục là người chết trong Chúa như lời sách Khải Huyền: tôi nghe có tiếng phán từ trời, hãy viết,
phúc cho các kẻ từ nay được chết trong Chúa. Linh mục là người chết theo thánh ý Chúa, như chính gương Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Linh mục là người chết trong an bình, như lời cụ Simeon thốt ra rằng: giờ đây lạy Chúa, xin cho tôi tới Chúa ra đi bằng an, như lời Chúa đã hứa. Linh mục cũng là người chết trong đức tin thật kiên cường, như lời thổ lộ tâm huyết của thánh Phaolô: giờ chết của thầy đã gần kề, thầy đã chiến đấu anh dũng, thầy đã chạy đến cùng đường và thầy đã giữ vững được đức tin. Linh mục là người chết hạnh phúc, khi sống linh mục không có gì cả, không của cải, không tài sản, và nếu linh mục có gì đi chăng nữa là chỉ để phục vụ giáo hội và tha nhân. Nhưng lạ lùng thay, khi chết linh mục lại có tất cả, vì linh mục luôn có kho tàng quý báu nhất trên trần gian này để trao ban cho kẻ khác và để cho chính mình được hưởng, đó là chính Thiên Chúa. Vì được Chúa là được tất cả, và có Chúa là có mọi sự. Trong cuộc đời mình, lời linh mục thốt ra nhiều nhất là lời cầu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Và giáo dân sắc tín linh mục có đầy Chúa nên đã đáp lại rằng: và ở cùng Cha. Linh mục là người sau khi chết được Chúa Giêsu hứa thưởng đặc biệt trên nước trời: thầy về trời dọn chỗ cho các con, để rồi thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với thầy. Như hạt lúa mì Giêsu chịu mục nát và chết đi để sinh nhiều bông hạt, hạt lúa Giuse Vũ Viết Hà cùng chung một số phận, một quy luật. 5 năm làm cha giáo tiểu chủng viện Francisco Xavier, cũng như 13 năm làm giáo sư trường Nguyễn Bá Tòng, cha giáo Giuse luôn tận tụy giảng dạy, đào tạo rất nhiều thao thức lo cho các chủng sinh cũng như các học sinh là tương lai của đất nước, của giáo hội. Đặc biệt trong suốt 30 năm dài làm cha phó tại giáo xứ Tân Phú thân thương này, và ngay cả trong những ngày tháng nghỉ hưu, cha đã hết mình phục vụ đoàn chiên đông đảo, cách riêng chú trọng việc dạy giáo lý cho thiếu nhi, truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác quan trọng này, cũng như siêng năng ngồi tòa giải tội hàng ngày. Biết bao nhiêu những vất vả lao nhọc cùng với những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của một vị thầy đáng kính, của vị mục tử hiền lành nhân hậu dễ mến, đã góp phần đào tạo nhiều linh mục đạo đức, nhiều học sinh giỏi, nhiều giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên là con người, không ai mà không có lỗi, vì nhân vô thập toàn. Linh mục cũng là người, vì thế không có linh mục nào mà không có lỗi. Ngày ngày trong thánh lễ chúng ta thấy linh mục dẫn đầu cộng đoàn phụng vụ trong nghi thức sám hối để thưa lên với Chúa: xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Giêsu và mẹ Maria của Ngài cũng là mẹ của chúng ta, rất thương mọi người chúng ta là kẻ có tội, đặc biệt rất thương các linh mục là những người được Ngài tuyển chọn để rồi ban ơn tha tội cho những người khác. Linh mục là người sống với tội nhân, đặc biệt qua bí tích giải tội cũng như bí tích sức dầu. Và chúng ta cũng thấy đặc biệt nơi cha cố Giuse, cũng như nơi các linh mục, các vị mục tử của chúng ta. Các linh mục luôn siêng năng lần hạt kính Đức Mẹ, đặc biệt trong tháng mân côi này. Và trong lời kinh đó, dù là giám mục, linh mục hay là giáo dân, chúng ta luôn cầu nguyện rằng: cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Nhưng chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu thương linh mục hơn những người khác. Đức Maria cũng thương linh mục hơn những người khác. Vì vậy, chúng ta phó thác cha cố Giuse cho lòng thương xót vô cùng của Chúa, phó thác cho Đức Mẹ làm mẹ của lòng thương xót. Như vậy, thánh lễ an táng cha cố Giuse hôm nay cũng là nguồn an ủi và hy vọng lớn lao
cho tất cả chúng ta đang thương khóc cha cố, đang hiện diện chung quanh thân xác cha cố để cầu nguyện cho Ngài được tha thứ mọi lỗi lầm của thân phận mỏng giòn yếu hèn, sớm được đón nhận phần thưởng và niềm vui mà Chúa dành cho người tôi tớ trung thành. Kính lạy cha cố Giuse rất quý mến, cùng với Đức Tổng và quý Đức Cha, với anh em linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, cách riêng với một số anh em linh mục đang hiện diện nơi đây là các môn sinh của cha, với gia đình linh tông huyết tộc, với bạn bè thân hữu của cha, quý đồng hương Sa Châu Bùi Chu và đông đảo đoàn chiên cũng như các học trò mà cha cố đã tận tụy chăm sóc, phục vụ và dạy dỗ, chúng con xin kính cẩn tri ân và từ biệt cha. Nói sao cho hết nỗi lòng của chúng con trong giây phút này. Ước mong khi về bên tòa Chúa và sum họp cùng Đức Cha Cố Giuse Maria Vũ Duy Nhất và các đấng bậc đã coi sóc Tổng Giáo phận này, xin Cha Cố và các đấng thương bầu cử cùng Chúa cho tất cả chúng con. Amen.